Cháo lấu cuối cùng cho Đức. Tác giả Nguyên Vũ. Đêm trôi theo dòng nước, để ra sông cái, đem quyền thế phủ kín người thiếu nữ chèo đò đêm. Tôi cúi nhìn thật sâu xuống hồng mình, cũng chỉ có đêm đen và những mảnh vụn cảm nghĩ, như những hạt nước li ti bắn ra khỏi chiếc máy ly tâm. Tôi bồi ngồi thương xót cho tôi, 26 tuổi, 5 năm làm lính, lưu lạc từ vùng chiến thuật này sang vùng chiến thuật khác, từ binh chủng này sang binh chủng khác. 5 năm làm lính, thêm được một vài thằng bạn, mất đi 4 năm thằng, chuẩn bị đủ loại vũ khí chiến tranh bắt sát, xương thịt bị mịn, thằng Quát Lensbaum, thằng Đức bị một viên cạc pin Nga xuyên thủng trái tim, và mới nhất, đúng ngày ban hành hiến pháp, thằng Giác có một cái rúng thứ hai ở bụng, vì thế nó về nằm tại nghĩa trang quân đội dưới lá quốc kỳ trước khi mang xuống Phú Lâm thiêu xác. Bây giờ thì tro xác nó đã được thả xuống biển Nam Hải, và ba thằng kia, thân xác chắc đã mục rửa, chỉ còn lại những lóng xương chìm trong một chất nước đen ngòm hôi thối. Mỗi lần thằng bạn chết, tôi lại viết về nó, định làm trình trang cái chết tối tăm vô danh của nó. Nhiều thằng chỉ trích tôi vì những bài khóc mướn thương vai ấy. Một thằng nhà báo quân đội cùng khóa chửi tôi chỉ làm thơ trong những trường hợp tang hôn tế lễ. Một thằng bạn chửi tôi, mày làm vậy tụi nó hiện thánh được không? Vài người khác chua chát bảo, tôi viết vì tống đề tài. Tôi chỉ biết im lặng, biện bạch gì đây và biện bạch để làm gì. Đêm vẫn trôi theo dòng nước đổ ra sông cái. Hơn một năm qua, tôi được liệt vào giai cấp cao quý của lính, lính văn phòng, lính thành phố. Nhưng những đốt xương sống vẫn chưa có cao su lót vào, nên người ưa chẳng mấy, người ghét thì nhiều. Đến đâu cũng chỉ gặp những khuôn mặt thù hằn, ganh ghét, đố kỵ. Và đầu óc mỗi ngày thêm mụ mẫm tâm tối, bị vây bọc bởi lớp sáp lười biếng, tôi biến thành một thứ chất nhầy, một đám tế bào vừa đủ sống theo phản xạ, những phản xạ quái gở bất bình thường. Ngày tôi vừa rời miền cao nguyên rừng xanh núi đỏ để về Cần Thơ, chính thức bước vào hàng lính hồ bột, tôi nhờ Thanh Tuyền ngâm bài thơ khóc Đức. Ba Đức gửi thư cho tôi. Ông bảo em trai Đức mới được lệnh gọi vào Thủ Đức. Ông muốn tôi thư cho ông và gửi kèm một tấm ảnh. Tôi, trong một giây phút xúc động, hứa sẽ viết thư đều đều về Vĩnh Bình, về cái thị trấn Duyên Hải nhỏ bé, nơi 2 năm trước, má Đức đã mê mê tỉnh tỉnh, ôm quan tài nó, bày em nhỏ chạy ra cửa, đón anh như mỗi lần anh chúng từ Bạc Liêu về phép. Nhưng tôi là một thứ thằng lằn cục đuôi. Hơn nữa, cơm áo tréo gọi từng đêm xót xa. Tôi nhận thấy mình có quá nhiều bổn phận sau hơn 3 năm miệt mài giữa vùng trời lửa đạn. Không một lá thư cho gia đình, không giúp đỡ được thầy mẹ một xu nhỏ. Vì thế, sau một vài cánh thư ngắn ngủi, tin về Vĩnh Bình vắng vặt, tôi hy vọng ba Đức cũng rộng lượng. Cô gái chèo đò cười hàm răng trắng bóng. Sao không nói chuyện cho vui anh hai? Tôi bảo cô gái rằng tôi muốn im lặng, bay lên cao, cao hơn nữa, dán chặt vào vòm trời đen. Không biết những thằng bạn tôi có được bay lên, ngủ một giấc an bằng trên cao đó không? Tôi mù tịt, một thằng Giác đã đích thân đưa nó ra Nam Hải, một thằng Đức được xây cất đẹp đẽ, ba Đức chụp hình mẫu nó gửi cho tôi. Ông bảo ở chỗ đó cao ráo mát mẻ lắm. Cô gái chèo đò đã ngồi xuống, buông tay lái mặt dòng nước là đà dù con đò xuống cửa sông. Ngày xưa, hoa dương sầu sát độ gian nhân. Đêm nay thì cái gì? Những hồng ma tên Sương, tên Giác, tên Quát, tên Đức, hay linh hồn bé bỏng của cháu Thủy, con gái một người bạn vong niên, hay những người lính vô danh đã, đang và sắp chết, để tôi được thảnh thơi nằm trên khoang thuyền, nhàn hạ thưởng thức hương vị của những tẩu thuốc 79 thơm ngát. Nay, những cảnh tượng phụ thuộc bên cạnh những cái chết đó, thằng Sương đòi một cây cạc pin tự tử, khi
khi biết nếu thoát khỏi tiếng cười của ông địa, nó sẽ bị cục chân. Thằng quát chết vẫn thèm thuồng 7 ngày phép ân sủng về hỏi thăm cha mẹ, nhìn mặt mấy đứa em thơ. Thằng Đức chết dù có chiếc nanh heo rừng trong túi, chiếc nanh heo rừng vô cà tha, mà chỉ lớn nó thuộc được của một ông thầy người Miên để đề phòng hòn tên mũi đạn. Thằng Giác chết trong ao ước một bài thơ ký tên Yên Định được đăng trên tờ Tuần San có tôi cộng tác, và để biến thành một thây ma giữa tôi và nhiều người, chỉ có cháu Thủy, một bé gái 9 tuổi, chết vì chứng sốt xuất huyết, một chứng bệnh mới. Bố cháu mặt rầu rĩ, gõ gõ ngón tay trỏ vào trán nói, mao quản trong ốc bị đứt, có cứu thoát cũng đến dở dở ương ương. Cháu Thủy đã từ một quận lỵ heo hút, mang theo chứng bệnh nan y vượt qua một đoạn đường hơn 100 cây số ổ gà, để sống ở Sài Gòn một đêm cuối cùng cuộc đời. Được thấy khuôn mặt quắt héo của bố cháu càng quắt quéo hơn trên giường bệnh, cháu nhắm mắt lại sau một cơn đau đớn vật vã. Sài Gòn vừa có nắng, những vạt nắng vàng ươm báo hiệu một ngày mới quỷ quyệt sắp khởi sự. Bạn bè tôi thì thường chết vào những chiều nhá nhem bóng tối hay nửa khuya, không đứa nào được thấy lại lần cuối mặt người thân trước khi mất mát tất cả. Con đò đã trôi vào vùng ánh sáng, cô gái đứng dậy, khoa khoa tay chèo, bảo tôi đã 9 giờ sắp giới nghiêm. Mái chèo lùa vào mặt nước đen, cua động róc rách, tôi mồi một điếu thuốc nhảy lên bờ, bóng tối ôm chặt những cặp tình nhân, dán sát họ vào nhau trên những hàng ghế đá dọc theo bờ sông. Mấy phóng thanh đọc tới một nhật lệnh về quân phong quân kỷ. Mấy người lính hải quân tóc tai bù xù, chiếc mũ trắng nằm cũng cẩn nửa đầu phía sau, đi hàng đàn tán gái, nói cười tục tiểu, trừng trừng nhìn mọi người như sẵn sàng gây sự. Tôi đi ngược về phía chợ, đầu óc tôi loay hoay với những tiếng sống chết. Sống cũng là một thứ chết lần mòn thảm hại và đứt quãng. Nhưng chết là gì? Chết để làm gì? Những thằng bạn tôi, đầu óc tôi mụ mẫm thật rồi, vì câu trả lời của tôi thật phũ phàng. Chúng nó chết để khỏi xoay tiền đi hành quân, hết dịp say sưa kể chuyện đánh giặc, giết giặc, không còn mê gái, tán gái, lụy vì gái. Chúng chết để cha mẹ chúng vật vã khóc lóc, thương nhớ, anh em chúng bàng hoàng, ngơ ngẩn, và chúng chết để một vài người con gái khóc, tranh nhau cầm di ảnh chúng đi trước đám tang. 2 năm trước ở Bạc Liêu, một đứa con gái khóc lóc vật vã trước quan tài Đức, năn nỉ ba Đức cho phép theo quan tài Đức về Vĩnh Bình cho trọn nghĩa. Nửa tháng sau, cô ta cặp tay một tên thiếu quý khác nhẫn nhơ đi giữa đường phố Bạc Liêu. Tôi không nỡ trách, vì đời người con gái là một bông hoa, và vì một người con gái cần lấy chồng như cá cần nước. Hơn nữa, thời buổi này con gái đang dư thừa trầm trọng. Trời đổ mưa, đột ngột, xua đuổi mọi người vào những hàng hiên tối tăm. Khó khăn lắm tôi mới tìm được một ghế trống trong quán sinh tấu. Ngồi uống sinh tấu nhìn mưa bay kệ cũng hơi kỳ cục, nhưng chẳng biết sao hơn. Bây giờ mưa nắng với tôi chẳng còn gây được một kích xúc mạnh. Ngày gấu quần phèn chua ố vàng tới đầu gối đã thật xa. Hồi đó mỗi lần mùa mưa về, đứa nào cũng nhăn như khỉ ăn mắm. Kinh trạch sâu hơn thường lệ, hàng trăm con lạch không có tên trong bản đồ xuất hiện. Mặt đường trơn như thoa mỡ, mấy cây cầu khỉ trên bên được bóng sình lầy. Từ bụng trực thăng nhảy xuống, nước ruộng ngập tới lưng quần, hai chân chông chặt trên những luống đất mới vỡ. Về thành phố thấy sình lầy mà phát ngán, Đức chết vào một ngày đầu mùa mưa, đang đi đầy lâu trừ bị cho tiểu đoàn 42 biệt động quân. Tôi được lệnh đi với 44 tham dự hành quân tại Chương Thiện. Đức thay tôi đi cho đại đội 21 trinh sát. Tôi bị thương về Sài Gòn, dưỡng thương khá lâu. Đức trở thành tay tằng, sát viên quen thuộc của đại đội, từng nổi danh là hung thần của Việt Cộng trong khu 42 chiến thuật.
Chiều hôm đó tôi xuống Bạc Liêu đổi phép cuối tháng lương. Đức Đối Trách nằm ì trong phòng. Thấy tôi, nó mừng như bắt được vàng. Những đồng tiền nhỏ mọn trong túi tôi vừa đủ cho hai đứa ra nhà lòng chợ ăn cơm bình dân. Hai đứa cuốc bộ từ chợ về trại. Đức khoe chị hai nó mới tặng cho nó một chiếc nanh heo rừng trong chuyến về phép vừa qua. Mắt Đức rạng ngời tin tưởng khi ba Hoa về sự linh thiêng của chiếc nanh heo rừng. Cả ta thứ thiệt nhân mày, hồi trước tao không tin, nhưng thiết đồ phải tin. Mày biết thằng Minh cận vậy của đại quý kiệt đó, nó cũng buồn ngãi dữ lắm ngang. Nhiều thằng buồn ngãi tán thần luôn, để một trái lựu đạn trên tay tháo thìa rồi à, mà trái lựu đạn không nổ, phải đợi bắt quyết niệm chú xong mới nổ. Nhưng quần áo rách bươm mà da thịt không xây xác mảy may. Mày cũng liệu kiếm một ông thầy nào chuộc cho một chiếc nanh heo rừng đi trận những bụng vũ à? Tôi không muốn bàn cãi với bất cứ ai về những thứ đó. Tôi hỏi lảng sang nội bộ đại đội và về gái. Đức tán tụng đại quý kiệt, đại đội trưởng không tiếc lời. Rồi Đức láo táo hớn hở nói về Lan, về Nguyệt, về Thảo. Nó cười bằng môi bằng mắt suốt đoạn đường từ chợ về trại. Tiệt lắm Vũ ơi, tao mới tống cho em mấy lá thư tình, mùi không có chịu được. Cắn cầu tới nơi rồi, một tối trước khi đi hành quân, tao hỏi nó, có ghét tao hay không? Em cứ lắc đầu quậy quậy cười oản ảnh nói không biết, không biết. Kỳ quá, cỡ hơn tháng nữa là cùng, phải không mày? À, còn em Thảo nữa, em Thảo hay vào tiểu đoàn mình hả? Nhót đó. Em cũng sạch nước cản chứ. Hôm nọ thằng Nhường dắt tao lại nhà em giới thiệu. Em chịu chủng quý Đức quá trời, tao sẽ áp dụng chiến thuật đánh nhanh, đánh thẳng, đánh thật mạnh cho mày coi, thành công là cái chắc. Đức xoay sang dạy cho tôi cách tán gái. Từ hôm ở Chương Thiện đổ ra Bạc Liêu cười cười, đưa tay ra chào tôi trước cổng tiểu đoàn. Nói, nghe danh thiếu quý đã lâu giờ mới gặp mặt, chưa bao giờ Đức lên mặt dạy bảo ai. Nụ cười hiền hậu đến trước tiếng nói của nó, khiến ai cũng mến. Không nợ dằn loan hay dở trò ma cũ ma mới, Đức kết luận, thấy chưa, mày làm thơ viết văn đâu có hay hơn thư tình của tao. Tôi cười cười bảo nó, hôm nào về Vĩnh Bình giới thiệu cho tao một cô em gái hậu phương. Nó sốt sắng gật đầu, bảo Vĩnh Bình là trung tâm sản xuất người yêu của nó. Về phòng, Đức cho tôi xem những bức hình mới nhất của nó, 7-8 tấm hình của Đức trong những tư thế bắn súng côn như cao bồi Texas. Chạng vạng tối, hai đứa kéo nhau ra rạp chiếu bóng nhà Lan. Hai đứa định chui vào coi cọp, nhưng sợ việc cọng gài plastic vào xe. Đức cười, con mắt có đôi quen thuộc. Ê, mang xe về cất trong trại đi. 50.000 bồi thường bằng tiền tử tuất của tao. Tôi gật gù tán thành, về ngang bản doanh sư đoàn. Một dãy GMC trống và hơn chục chiếc thiết vận xa nép mình theo lề đường, khiến Đức thầm lo ngại. Đức yêu cầu tôi đưa nó vào đại đội trinh sát thăm dò tình hình, sợ đi hành quân bất tử. Gặp Kiệt, Kiệt cho biết chưa có lệnh gì. Tôi và Đức hí hửng phóng xe về tiểu đoàn. Dọc đường Đức phát họa chương trình du hí buổi tối. Nó đề nghị nên ghé nhà Nguyệt trước khi chui vào rạp hát. Nó cũng nhắc nhở tới cái chân trái bị thương của tôi, khuyên đừng trác tán quá độ, gân teo lại thì nguy. Tôi chỉ cười bảo nó rằng, ngày buổi tối sau ngày bị thương, Long Cao, tên thiếu quý ra trước tôi một khóa, đã ghé qua nhà thương rủ tôi vào phòng ngủ. Đức phá lên cười ròn rã, nhưng tiếng cười nó bị cắt đứt đột ngột vì cơn mưa như thác đổ, xuống sầm sập, nước mưa và bùn lầy bắn lên đầu tóc. Quần áo nó khiến Đức chửi thề luôn miệng. Khi xe vừa tắt đèn, chờ, lính gác mở cổng. Hạ sĩ quan trực tên Ân cầm đèn pin chạy ra, ghé sát mặt vào mặt tôi. Ân hỏi, có chuẩn quý Đức ở đó không thiếu quý? Đức bội lên tiếng, Ân cười trong tiếng thở dài thoải mái. Chuẩn quý chuẩn bị đi Đài Loan ngay, 15 phút nữa có mặt trong bồn binh. Tôi đã cho kiếm hai thằng nhỏ của chuẩn quý rồi. Tôi xen vào, à đi với ai? Trinh sát bên đó mới gọi điện thoại tức thì. Đức cười gượng, à, vậy hả? Sao à, tụi tao mới gặp đại quý kiệt, ổng nói đại đội trừ bị ở nhà. Cánh cổng sơn đỏ trắng đã được người lính trước mũi xe, khoe với tôi khoảng sân đất đặc quánh xình. Ân đưa tay che đầu chạy vào đồng canh, nói với lại,
Chỉnh quý xếp quần áo lẹ lên, hai thằng nhỏ chắc đang lo lĩnh máy móc súng ống. Đức vội giục tôi đưa nó vào phòng, trời vẫn mưa như trút nước. Sợ xe mắc lầy chỉ kịp ném Đức trước phòng ngủ sĩ quan, lùi thật nhanh ra khoảng đất tương đối khô ráo. Tôi mồi một điếu thuốc, chua chát nghĩ tới những đêm mưa Sài Gòn và những người lính Sài Gòn. Những ngày phép dưỡng thương đã bắt buộc tôi phải mở lớn mắt để thấy quá nhiều sự khôn ngoan một cách ngu muội của những thằng lính Sài Gòn. Chúng thường kiêu hãnh không ít về chỗ ngồi của chúng ở các nha sở. Chúng nhìn những thằng lính tác chiến về phép như tôi bằng ánh mắt nhìn xuống, nửa thương hại, nửa chế giễu. Những đêm mưa như đêm nay, nếu không ngồi nhà hú hí với vợ con, nếu không đến nhà người yêu ngồi nói chuyện trên trời dưới bể, chúng có hàng ngàn cách giải trí khác để tiêu pha thì giờ nhàm chán. Nhưng những thằng lính chân lắm tay bùn như chúng tôi thở dài chua chát không dám nghĩ tiếp. Nghĩ để làm gì? Nghĩ có được gì hơn? Đức đã hiện ra ở cửa phòng với chiếc mũ rừng, túi bản đồ và khẩu con đeo trệ bên hông. Nó vẫy vẫy tôi trách móc. Đậu xe xa quá mày. Tôi cười nhẹ. Hãy tráng lộ bộ ra chút xíu em trai. Vô nữa xe mắc lại thấy mẹ. Đức nhăn nhó. Mưa lớn quá. Tổ nghiệp tao mà vũ. Tôi lui xe tới sát chỗ Đức đang đứng trách nó. Mày á, đúng là thằng đại lần. Sắp đi hành quân mà còn sợ sinh lại ư. Đức cười cười. Mình là dân no bộ. Sạch sẽ được lúc nào hay lúc đó chứ. Sĩ quan pháo bông, bộ lau cỏ sao? Trà tới cổng, chú lính mang máy của Đức đã có mặt. Sa, tên hắn, cười, hàm răng cáo bựa khoe với tôi rằng ông thầy của hắn chỉ không chịu được. Trước kia Sa là tài xế của trung úy pháo đội trưởng pháo đội đầu tiên trong nghiệp dĩ súng lớn, đạn to của tôi. Nó xin về đầy lô vì nhiều bất mãn nho nhỏ. Sa nói huyên thuyên suốt đoạn đường từ doanh trại ra tới chỗ đậu xe. Nó bảo mấy thằng bên thám báo vẫn chịu thiếu quý nhất. Giờ thì có ông em. Tôi cho xe nép vào lề đường, ẩn mình trong bóng tối. Cơn mưa đã nhạ hạt. Đêm nhê nhét bùng lầy trên mặt đường, vằn quạch những vệt đèn pha, mang mang nét buồn cổ sử. Tôi thoáng nhìn những người lính chen chúc nhau trên những chiếc ghe mờ xây ở lề đường đối diện. Họ vẫn cười nói đùa cợt thản nhiên, như sắp sửa dự một trò chơi lớn. Tôi thấy nhói ở ngực với ý nghĩ họ đã xa cách tôi một khoảng đường dài. Tôi chỉ còn là một tên thương binh đứng ngoài lề. Tôi nói với Đức điều đó, giọng Đức chợt trùng xuống. Nhiều lúc tao nghĩ có lẽ mày hơi bất bình thường. Thằng chết nào không muốn nhàn tấm thân. Đức hơi ngừng lại mồi thuốc. Nó cắn vào đầu lọc điếu xa lem tiếp. Nghĩ ngợi lãm quái gì, hưởng được ngày phép nào cứ nhắm mắt mà hưởng. Một khoảng im lặng trĩu buồn dâng ra, che kín lòng xe chật hẹp. Ở ghế đằng sau, Sa đang lịch kịch kiểm soát lại đồ đạc máy móc. Dù chất phát, Sa cũng hiểu không nên phá vỡ khoảng im lặng giữa hai ông thầy hắn. Tôi chợt thở dài thật mạnh, mồi sang một điếu thuốc khác, giọng cười bảo Đức. Mày có hy vọng thay cái chảo đồng trên cổ chưa? Đại quý Kiệt có hứa nếu thắng trận sẽ xin đặc cách cho tao. Ông nói chỉ cần lấy được một cây trung liên, vài cây cá nhân là tao có quyền gắn hai bông mai lên ve áo rồi. Tôi gật đầu. Ông Kiệt chịu chơi lắm. Để lát nữa gặp ổng và thằng Hải tao giới thiệu mày. Cái tên Hải khiến giọng Đức hơi cao lên. Nó khen Hải đủ điều. Nó cho tôi biết có lẽ Hải sắp lên nắm đại đội vì Kiệt đã có lệnh đi tiểu đoàn phó. Câu chuyện xoay quanh Kiệt, Hải và cái đại đội thám báo lừng danh con cưng con cá sim của ông tướng vùng ấy. Tôi rủ Đức xuống xe, đi bách bộ cho thoải mái. Đức bảo lên thiếu quý xong thế nào nó cũng xoay sở về gần gia đình. Nó có họ hàng với một ông trung tá nhiều thế lực. Ngày mới ra trường còn nhiều hăng hái. Đức không thích nhờ cậy ai, nhưng nó đã chớm mệt mỏi. Nó là con chim đầu đàn. Ba nó đã già, má nó bị bệnh đau tim. Và nó còn một lô em trai gái nhỏ nữa. Tôi chỉ im lặng, dựa lưng vào mũi xe hút thuốc. Tôi nhớ đến anh, một thằng bạn học cũ. Nó là em một ông tướng nhiều quyền hành, nhưng nó nhất định không chịu nhờ vả. Ngày nhập ngũ, nó đã cương quyết nói với cậu nó rằng, nếu cậu lo cho con đi quân nhu quân cũ, con sẽ đào ngũ cho cậu coi.
Nó được chọn đi pháo binh, ra trường tình nguyện chọn vùng hai chiến thuật, vùng đất thằng tân sĩ quan nào cũng ấn. Bản tính ngang tàn, nó bị đày đọa nay đây, mai đó. Chịu không nổi, nó đành viết thư nhờ gia đình can thiệp về Sài Gòn. Một cú điện thoại của ông tướng cho nó cái bưu điệp khẩn, hỏa tốc để về Sài Gòn. Nhưng nó đi hành quân đạp mìn chết không kịp trăn trối. Cậu nó đã ngơ ngác, không còn nước mắt để khóc nó nữa. Và nó cũng chưa nhận được bức điện tín báo tin em gái mới lấy chồng. Tôi thường tự hỏi, phải chăng lá thư cầu cứu của nó là một điềm gỡ, cũng như cái ý định xin về gần gia đình của Đức hiện tại. Nhưng tôi vội trách mình hay suy nghĩ vẩn vơ, vì những thằng con trai trong thế hệ này làm gì có vì sao định mạng, vì chỉ sau những cái chết, những kẻ sống sót mới vẽ chân cho rắn, cố công khai thác những chi tiết vụn vặt để khoác lên đó một bóng dáng ảo tưởng của hai chữ định mệnh vô hình và không thật. Hai chiếc Jeep đèn pha chói chang từ phía chợ phóng lại như bay, dừng lại cách chúng tôi hơn 10 thước, rồi tới bốn chiếc GMC chất đầy những người lính choàng khăn đỏ. Bỗng nhiều tiếng còi lanh lảnh vang lên, chạy dài theo con phố ảm đạm tối tăm. Đức dục xa xuống xe, tìm một chiếc GMC nào đó quá gian, rồi cùng tôi rảo bước lại chiếc Jeep đầu đàn. Kiệt Hải và hai viên cố vấn Mỹ đón chúng tôi bằng những cái siết tay thật chặt, những lời thăm hỏi nồng nhiệt. Tôi siết chặt tay Đức trước khi nó leo lên ngồi chung xe với Hải. Tôi cười méo mó bảo nó, vậy nhớ mang theo cặp loan thiếu quý nha mày, đeo hoài cái thượng sĩ ra. Đeo hoài cái thượng sĩ gân chán thấy mẹ. Đức hối hả ngồi lên khoảng ghế trống mà viên trung sĩ gốc Hạ Quy Di nhích người phía trong nhường cho nó. Nó cười tròn tan, đưa tay vẫy vẫy nói yên tâm, tao sẽ ráng kiếm cặp loan thiếu quý, đừng về Sài Gòn vội. Đoàn xe từ từ lăn bánh, trầm trổ ngược về hướng Sóc Trăng. Tôi đứng im trên lề đường, bùi ngùi nhìn theo những con mắt đỏ lừ, đuôi xe mờ nhạt dần trong cơn mưa, bụi nghiêng nghiêng gây lạnh. Mưa rơi trên tóc, trên mặt mũi, len lỏi vào cổ, phủ lên da thịt cảm giác ớn lạnh. Dù những cánh mây phiền muộn vô vơ, giăng kín trong hồn. Tôi cúi đầu xuống những bước chân mệt mỏi, trở lại chiếc xe đang nằm cô quạnh trong bóng tối. Tôi lái xe đến rạp hát Bảo Lan, Đức đã đi hành quân. Lan cười, nói ăn thua gì tới tôi. Còn mắt Lan đen ướt nhìn tôi và những ngón tay trắng muốt, hất mái tóc đen ấu ngả về sau, để khoe khoảng cầu ngực, in dấu sau lớp áo lục mỡ gà. Đêm hôm sau vừa lang thang phố chợ trở về, Lê Khôi kéo tôi vào một quán cóc, giọng khàn đục bảo Vũ, mày biết tin thằng Đức chết chưa? Mặt tôi sạm lại, tôi láo táo hỏi dột. Hồi nào? Mới nhận công điện hồi tối, tháp báo nó đụng nặng, đại quý kia cũng bị thương. Tôi ngồi phịch xuống chiếc ghế siêu vẹo, đưa tay vuốt mặt Khôi tiếp. Xác thằng Đức đưa về Sóc Trăng, mai thằng Long phải và tao lên đón xác nó về quan tại tiểu đoàn. Bốn năm đứa pha buồn nhớ bân khuân sững sờ vào chất la ve ba ba ngọt đắng. Mỗi thằng một câu nhắc nhở về thằng bạn vui tính dễ thương, vừa bỏ đi thật đột ngột phũ phàng. Khôi bảo quê nó ở Vĩnh Bình, nó sẽ xin phép đưa lên cửu Đức về đó. Nhưng nhắc lại những lần nó đưa Đức tới nhà cô giáo Thảo, tôi chợt hỏi trống không. Thằng Đức được lên thiếu quý không? Khôi gật đầu. Có, đang làm giấy tờ điều chỉnh để kịp gắn trước khi đám tang nó. Tôi nói như khóc. Tối qua đưa thằng Đức ra xe, tao còn dặn khi nó mang về cặp loan thiếu quý, nó về với cặp loan thiếu quý thật. Một thằng bạn bình thản bảo tôi, mạng mày lớn quá. Từ rày về sau chắc không đứa nào dám thấy chỗ mày. Đã hai thằng chết thay mày rồi đó. Tôi im lặng cúi đầu xuống ly la ve sùi bọt trắng. Có thật tôi là kẻ sát bạn không? Tôi mù tịt, nếu có thấy tôi đã đánh đồng thiếp gọi vong hồn thằng Quát thằng Đức về để hỏi cho rõ. 10 giờ sáng hôm sau tôi có mặt tại Sóc Trăng, một binh sĩ thám báo đưa tôi lại chỗ Đức nằm, nói chuyến này mình bị nặng quá thiếu quý, mắt xa đỏ hoe khi thấy tôi. Nó bảo tiếng nói cuối cùng trong đời Đức chỉ có 3 tiếng, tao chết mất, một viên đạn cạc bên Nga xuyên qua nách. Ghim vào giữa trái tim Đức,
khi nó liều lĩnh vượt qua một mô đất xung phong vào tuyến địch. Sa đà cộng sát Đức chạy theo các binh sĩ bạn xung phong chiếm mục tiêu. Khi đặt Đức xuống, Đức chỉ còn là một thây ma lạnh ngắt. Tôi cúi xuống lật tấm vải che mặt Đức. Mặt nó trắng bệch, khắp thân nó gói kín trong lớp vải liệm. Mắt nó nhắm nghiền, hàng mi cong cong, bình thản như trong giấc ngủ hiền hòa mỗi đêm. Chỉ khác một điều, không bao giờ nó thức giấc nữa. Nước mắt chảy dài trên gò má tôi. Mơ hồ đâu đây có tiếng cười nói ròn tan. Ngời trảng tin tưởng của Đức về chiếc nanh heo rừng cà tha, về ước mơ tháo bỏ cặp lon chuẩn quý, để thay vào hai bông mai vàng chóe, những cái tên con lan, thảo, nguyệt. Tôi đứng thật lâu trước xác Đức và khóc nó bằng câu kết của ca khúc Ngăn Cách, trước khi từ giã nó đáp xe đò lên Cần Thơ, tái khám vết thương. Đời người như chiếc lá nằm trong cơn gió vô tình. Hai ngày sau, tôi trở lại Bạc Liêu. Ba Đức và em trai Đức đã đưa nó về Vĩnh Bình. Khôi được chấp thuận đại diện tiểu đoàn theo Đức về quê nó. Ở Vĩnh Bình về, Khôi kể lại cảnh tượng nheo nhóc thê thảm của gia đình Đức bằng giọng nói ướt sũng nước mắt. Tôi chỉ biết cười, ngô nghê tự hỏi, phải chăng Đức đã chết để tôi được sống? Đeo huy chương và tổ chức tiệc rượu rửa lon say sưa cùng bạn bè. Mưa vẫn còn nặng hạt, tôi chán nản nhìn ly sinh tố trước mặt, những thằng chết đã chết. Tôi thường nhủ, tôi không còn đơn thuần là một thằng bạn lính của Đức nữa. Tôi thành một thằng bạn suốt đời của nó. Tôi bảo tôi có một bổn phận nào đó đối với gia đình Đức, nhưng tôi vẫn chưa làm được gì. Tôi chỉ là một thứ chất nhầy. Ngay đến việc thỉnh thoảng viết thư thăm hỏi gia đình Đức, tôi vẫn khất lần lửa. Tìm một cơ hội xuống Vĩnh Bình thắp cho Đức một nén nhang, vẫn buông trôi đi những cơ hội hạn hữu. Tôi cũng thường tự hỏi ba má Đức đã nghĩ sao khi tôi, bằng chiếc mũ nhảy dù này, bằng cặp lon trung quý này xuất hiện trước ngưỡng cửa, ông bà sẽ mừng rỡ chào đón tôi rồi ứa lại tức tưởi nghĩ tới Đức. Thật ra có những nguyên nhân đầy tủi hổ khiến tôi chẳng làm gì được cho Đức cả. Cơm áo tréo gọi tôi từng giờ từng phút, đố kỵ hằng học của những người chung quanh bổ vây tôi bằng một tấm lưới nhện độc. Và tôi là một con người bất bình thường, ít ai có cảm tình với tôi ở buổi sơ kiến. Tôi điên, tôi ngạo mạn, tôi lớn tiếng chỉ trích, tôi hung hăng, lỗi không phải ở tôi. Tôi mới 26 tuổi, tôi còn trẻ, quá trẻ để bị bắt buộc làm một ông già 40. Tôi còn quá trẻ để mất mát, thua trắng tay, xấu bốn mộng mơ. Tôi bắt buộc phải hoài nghi, phải nhìn mọi người, tiếp xúc với mọi người bằng thái độ thủ thế. Đến với một người con gái yêu mình tha thiết, tôi vẫn còn những hờ hững xa cách. Gặp bạn bè, ngay ở mỗi tiếng mỗi lời của chúng, tôi vẫn đề phòng những ngón xỏ ngọt. Chỉ còn những chai ba ba, những ly rượu mạnh là bạn bè thân thiết, là người yêu chung thủy nhất. Tôi ngồi vào bàn viết, nắn nót những chữ ngày dỗ thứ ba Trần Tấn Đức. 3 năm, tôi muốn viết thật nhiều về nó, như tôi đã viết về Quát, về Giác. Nhưng 3 năm đã qua, 3 năm quá lâu để người ta gợi nhớ lại một thằng con trai hiền lành, đã từng có mặt trên trái đất, đã từng cầm súng hò hét giữa trận địa. Nó chỉ là một mớ xương trắng nằm lẫn lộn giữa một chất lỏng hôi thối. Lẫn lộn trong mớ xương tàn ấy là một đầu đạn hoang rỉ. Thằng bạn tôi chỉ còn thế, linh hồn nó chẳng hiểu có hay không. Ở Thủ Đức, giữa vũ trường có xây một trung nghĩa đài. Linh hồn Đức về nằm ở trung nghĩa đài nọ, hay đang lẩn khuất trên bàn thờ nó, hay đang nằm cười cợt với mây gió ở nhà mồ. Tôi mù tịt, và tôi không có một đức tin nào. 3 năm đã qua, tôi muốn nói với Đức một lời, chỉ một lời thôi. Mày chết trẻ vì mày là con người, vì chính những kẻ còn sống mới là những hồn ma bất vưỡng. Tác giả Nguyên Vũ. Xin cảm ơn tác giả và xin cảm ơn bà con mình đã lắng nghe.